Tân Phú, diễn biến mới vụ tên cướp bỏ đồng bọn tử vong tháo chạy. Ngày 24 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được người điều khiển xe máy cùng đồng phạm cướp giật tài sản rồi tháo chạy, tông trúng người dân trên đường Lê Trọng Tân khiến hai người tử vong. Hiện công an đang tạm giữ, lấy lời khai với nghi phạm này. Vụ việc khiến anh Trần Văn Chí, 32 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên Huế, tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vụ tai nạn còn khiến Bùi Minh Tuấn, 25 tuổi, ngụ quận 11, là một trong hai kẻ cướp giật tử vong tại chỗ. Chiều tối ngày 24 tháng 2, tại nơi tổ chức tang lễ ở quận Bình Tân, nhiều người thân, bạn bè đã đến chia buồn, động viên đối với gia đình anh Chí. Người thân cho biết, anh Chí là người con thứ 5 trong 9 anh em. Anh Chí quê ở miền Trung, vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Hai vợ chồng có một con gái nhỏ khoảng 5 tuổi. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, anh Chí cùng vợ con thuê căn nhà ở quận Bình Tân vừa làm nơi ở vừa làm nơi cắt vải may quần áo mưu sinh. Ngồi gần bên linh cữu em trai, anh Trần Minh Phước, 41 tuổi, cho biết mong muốn cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, trả lại công bằng cho người em. Tết vừa rồi anh em chỉ trò chuyện qua lại qua điện thoại để hỏi thăm mà chưa gặp mặt. Đến khi nghe tin quá đau lòng, anh Phước nghẹn ngào. Trước đó vào khoảng 20 giờ tối ngày 19 tháng 2, nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo Bùi Minh Tuấn, 25 tuổi, ngụ quận 11, lưu thông trên đường Lê Trọng Tấn. Khi đến trước quán trà sữa ở địa bàn phường Tây Thạnh thì phát hiện hai nam nữ dừng xe bên đường, trên xe có treo túi xách. Hai thanh niên áp sát, giật chiếc túi xách rồi tăng ga tháo chạy rất nhanh trên đường Lê Trọng Tấn hướng về đường CN1. Tuy nhiên, chạy được một quãng thì va chạm với xe máy do anh Chí điều khiển chạy cùng chiều. Do lưu thông tốc độ cao, hai thanh niên cướp giật té xuống đường. Tuấn ngồi sau, tử vong tại chỗ, người còn lại dựng xe bỏ lại đồng bọn tiếp tục tháo chạy. Vụ tai nạn cũng khiến anh Chí bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vào khuya ngày 22 tháng 2. Người thân cũng như hàng xóm đều bày tỏ bùi ngùi, thương tiếc. Nhiều người thân cho biết anh Chí là người hiền lành, chăm chỉ, lo cho vợ con. Đợt Tết do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp nên cả gia đình không về quê thì xảy ra vụ việc đau lòng. Công an quận Tân Phú sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét vụ việc. Theo một nguồn tin, chiếc túi bị giật chứa 2 triệu đồng, điện thoại iPhone và một số giấy tờ. Vấn nạn trộm cắp diễn ra ngày càng nhiều. Nhiều đối tượng vì cần tiền nên đã không ngần ngại ra tay cướp bóc tài sản của người dân. Chúng thẳng tay gây thương tích đối với người bị hại nhằm mục đích để hành vi của mình được thực hiện suôn sẻ. Tuy nhiên, chính những hành động nguy hiểm đó đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng và có nhiều trường hợp dẫn đến chết người.